Rồi, 12 rồi mắc 1978 bữa giờ là nhiều anh chị đi kiếm nó lắm đúng không? Đây, em Cường mới về được khoảng đâu đó chục con anh chị. Nhưng mà bây giờ cái hàng này thì em nói thiệt với cô chú anh chị là nó chỉ ở trong cái tình trạng chín chín thôi chứ nó không được live new đâu nha. Đây, chín chín là sao? Anh chị biết không? Là cái sườn nó sẽ có một vài vết chân chim nhẹ nhẹ như vậy đó. Cứng móp là không ha, tuyệt đối cứng móp là em Cường sẽ loại rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có lấy cái hàng mà ví dụ như nó chạy chạy nhẹ 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 một hai vết lông mèo chân chim đó anh chị là hầu như không có hàng để là nhập luôn, và pin á thì ở trong cái tình trạng là 99 đến 100. À đây là như con này là pin 99 anh chị thấy không? Đó, 12 rồi mắc 1978 bây giờ như vậy là em thấy đẹp nhất rồi đó. Còn bây giờ muốn kiếm mà đẹp như một cái máy mới luôn, giống kiểu 13 rồi mắc 14 rồi mắc là kiếm không ra nữa anh chị. Đó, thì bây giờ cái hàng này cũng vậy thôi, nó trên máy cũ dùng rồi chỉ có vài trăm nghìn thôi anh chị, 600 700 gì đó mà anh chị sẽ được một cục pin là 99% là, và đặc biệt pin là phải chính hãng nha. Chứ còn mà nếu mà thay vô thì mình nói làm cái gì anh chị hiểu em không? Pin là phải chính hãng. Đây, pin nè, linh kiện Apple chính hãng nè, anh chị thấy không? À, chuẩn chỉ ha. Và kính là không đánh luôn, nãy giờ em Cường soi gương quá trời luôn. Nhưng mà mình soi để mình biết nó là đánh kính hay chưa chứ không phải là mình ngựa mình soi gương đâu anh chị. Đó, 12 rồi mắt 1978. Kính zin chưa qua spa, sườn zin chưa qua spa luôn, pin zin tất cả đều zin nguyên bản hết. Anh chị thấy ok không? Bảo hành thì là một đổi một 6 tháng. Thật ra em nói 12 rồi mắc bây giờ một đổi một 6 tháng là cũng ok rồi. Còn nếu mà anh chị nào mà kỹ nữa ha, muốn lo lắng nữa thì có thể là lấy luôn cái gói 12 tháng một đổi một có 300 mấy hay 400 ngàn gì nè. Đó, mà được 12 tháng một đổi một luôn. Ngoài ra còn được em Cường tặng cho 2 năm thay pin miễn phí, không giới hạn số lần ha. Pin dưới 80% là thay, 80% nha. Chứ nhiều khi mấy anh chị cứ nghe nhầm cứ tưởng em Cường nói 50 là em Cường lại mang tội nữa đúng không? Nghĩ bụng ta ra bụng người là mang tội. À, bây giờ nè anh chị xem đi, những cái chiếc máy kính nè len keng ở trong tình trạng là zin ha, kính chưa spa mông má mà đẹp len keng như vậy nè anh chị. À, không zin tặng máy thế thôi, em Cường thì đã nói anh chị rất là bao nhiêu rồi mà. Nè cái sườn nó sẽ hơi lăm nhăm nhẹ nhẹ nha, nhưng mà dùng rồi như vậy là em thấy ok. Hiện tại bây giờ nếu mà nói 12 rồi mắt mà dùng rồi sao có thể qua 1978 được anh chị. Rồi thì mấy cái này thì cũng có thể là không cần phải đưa thẳng cho em Cường đâu, đưa cho em củ củ rửa gì đó rồi lấy máy về dùng, còn lại cứ từ từ mà đưa thế thôi.